pin trước khi đóng sẽ cho vào khay cân bằng như thế này. Em cũng chia sẻ các bác lắp khay cân bằng. Như cái khay cân bằng em mua này loại xịn, loại này nó rơi giá vào 28.000 một cái. Em mua mấy cái đây. Thì giờ các bác sẽ lắp hai cái với nhau như này và hai cái chồng lên nhau. Đấy, như trên này. Đó, thì em sẽ cùng cái dây kẽm này đặt đây. Hàn này thay các bác dùng hàn thiếc thì mình sẽ hàn bằng máy luôn. Hàn này nối với nhau, hàn xuống cái khung đồng này. Đó, hai khay nối với nhau như này. Đặt này. Tiếp tục hàn lên. Sẽ hàn được như này, đó, như này luôn, đó. Rồi cái khay này vậy rồi, hai khay này xong này, cái kết nối bằng ít keo này rồi này. Rồi, ok, tiếp tục hàn hai lại hai cái với nhau. Đẹp lắm này, đó bây giờ sẽ bổ sung cho thêm cái màn hình này, cái đồng hồ này, đấy, đồng hồ này sẽ hàn nó vào đây như này, để chủ động này khi cài rồi nhìn vôn pin. Cái này thì dán keo chống nhiệt này rồi. Đây là chống đẹp không? Này, pin mặc dù có mới nhưng mà về các bác cứ phải trước khi đóng thì cứ phải cân bằng lại như này. Đó, này. Đây, lắp này đây, lắp kín vào đây như này, đấy, lắp trộn này. Cẩn thận nhớ cái đầu này, lộn cái là cháy của pin luôn đấy. Đó, ok, đấy, trước khi đóng thì hay cân bằng lại. Này là 4416 được 16 viên. Đó, còn nếu muốn dài thì nối tiếp, nếu như muốn thì nối tiếp qua thằng này. Đây, cái này em cái này là 8, này là 16. Làm tổng khay như này hết 130.000 đó. 130k. Chờ cái này. Bác nào muốn mua thì 150. Cộng làm 30. 150 khay này. Đấy, bác nào muốn mua khay này là 150.